Lộc Taylor, thân ái xin kính chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Thank you.
Đến đây thì video đã kết thúc rồi. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy tặng cho Lộc một like, comment để mà Lộc biết các bạn đã xem video. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhớ là bật thông báo lên nha các bạn. Để khi mà Lộc có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo và là người xem video đầu tiên. Lộc xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều an vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.